Hello mọi người, nhất là các em trai em gái tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Anh hay nói vui đây là con chó lửa. Vì sao? Thì con chó mình hỏa kêu là con chó lửa ha. Thì con chó lửa này thì nó cũng có nhiều cái rất là đặc biệt. Hay ho, và nói chung là chó thì đa phần là hiền hòa ha, trung thành dễ bảo. Nhưng mà người của mệnh hỏa của không không khác lắm với những người mệnh hỏa khác. Thì Túc tuổi mệnh hỏa này thì thường cũng có sôi động, cũng dữ dằn lắm chứ không phải hiền hòa như các tuổi Tuất khác ha. Và đây là cái video clip anh làm về cái vận hạn 6 tháng cuối năm của những người tuổi Giáp Tuất, một trong những người mà gọi là bị tam tai năm nặng và bị gọi là bị trực thái tuế. Thái tuế hơi lệch về bên phải một tí xíu, đem đến nhiều điều cũng khá khó khăn. Đây là có thể nói là năm tam tai đầu tiên mà người Giáp Tuất phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuổi Giáp Tuất thì năm nay cũng đã tuổi cập kê, có thể đã lập gia đình hoặc là đi làm, thì nó có nhiều điều nó không tốt đẹp, nó ảnh hưởng đến. Tuy nhiên người Giáp Tuất là người mệnh hỏa, năm nay năm hỏa vượng lại là năm mộc, cho nên là bổn mạng không quá lo lắng. Trải qua 6 tháng đầu năm tuy là có những cái sự rắc rối nhưng nó không quá lớn lao ha, không đến nỗi như những người như là canh tuất và nhâm tuất, đặc biệt là mậu tuất ha. Thì để xem coi là người Giáp Tuất chính tư của các em 6 tháng cuối năm nó như thế nào đây. Đầu tiên hết đó là tháng 7 âm lịch của năm nay, năm Mậu Tuất 2018 là tháng Canh Thân. Tháng 7 âm lịch đó thì nó sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 13, 14 tháng 8 dương lịch gì đó. Anh nhớ không lầm là như vậy. Mệnh đó là các em là mệnh Sơn Đồ Hỏa, đúng không? Tháng mà Canh Thân nhất thì là tháng Mộc, như vậy là tháng Mộc sinh hỏa. Tháng tương sinh mệnh, bản mệnh rất tốt. Khi mệnh được tương sinh thì các tinh quân tốt sẽ được hưởng lợi và phát sáng, phát huy các tác dụng của nó để giúp chúng ta tránh né những cái sao hạn xấu trong cái năm tam tai. Đặc biệt á, là do là các em nam á, thì lại là năm nay dưới sao Kế Đô, mà người ta nói á, sao Kế Đô không xô cũng ngã, mà Kế Đô á, thì thuộc hành kim, mà các em thì mệnh hỏa, cho nên gọi là cái sao này nó tác dụng với các em cũng đáng nể đó chứ không phải đơn giản. Tuy nhiên nữ thì rất là thoải mái, nữ có sao Thái Dương, một cái sao may mắn dành lộc tốt. Sao Thái Dương lại là thuộc hành hỏa luôn, cho nên là mặt trời mà thì thuộc hành hỏa luôn sẽ rất là tốt cho người mệnh hỏa. Tuy là cùng là năm tam tai năm nặng, tuy nhiên mà nữ năm nay sẽ đỡ hơn là nam. Nên nhớ điều đó ha. Tất cả mọi thứ khác thì đều giống nhau nè, hạn thì là địa võng nhiều âu lo như nhau, vận niên thì dương hồi ngạn, tức là dê về suối, nó vẫn y chang nhau. Thiên can chữ giáp của các em đó, nó khắc chữ mậu, giáp khắc mậu, cho nên là công việc của cả năm nó sẽ có nhiều cái rắc rối, không có tốt đẹp. Còn tuất với tuất thì đã nói ha, năm nay là năm địa chi gặp năm tuổi và năm tam tai năm nặng, 2 giờ ngọ tuất năm cuối là của người tuổi tuất, cho nên là các em cũng cần cẩn thận. Như vậy thì rõ ràng là nhờ cái tương sinh mệnh mộc sinh hỏa, lại là gặp năm là cả năm là mộc nữa, gặp năm nay là năm can mậu thuộc dương, hai ngũ hành hợp hỏa nữa, cho nên là mộc rất là tốt, cho nên là bổn mệnh của các em sẽ được tốt lành và có được cái nhiều cái sự hanh thông. Thiên can không tốt lành lắm, chữ canh nó khắc chữ giáp, tháng khắc thiên can, công việc dễ sinh rối rắm, rơi vào bế tắc. Vốn dĩ của các em á là đã bị giáp khắc mậu, là thiên can khắc năm rồi, là công việc đã không có tốt lành, gặp tháng này mà nó khắc luôn cả ngược lại tháng khắc thiên can của chúng ta nữa, thì rõ ràng đây là dấu hiệu của một tháng có nhiều rối rắm trong công việc và đem lại nhiều buồn phiền, phát huy cái tác dụng của cái hạn địa võng nhiều âu lo ha. Và đồng thời hết nữa thì đặc biệt là các em nam cần cẩn thận tháng này nhiều nhất, vì nên nhớ là công việc của các em đã gặp rắc rối của cả năm rồi, mà chơi thêm một cái chút này nữa thì nó càng lúng xuống hơn nữa, nên các em cần phải để ý một chút. Tuất ha, với thân á, là tự chủ bình hòa về địa chi, không hình hại, không có tương khắc gì nhau hết. Tuy nhiên về mặt âm ngũ hành, Tuất thì thuộc hành thổ,
mà thân thì thuộc hành kim, cho nên có thể nói là đặt âm ngũ hành là tương sinh về của địa chi. Như vậy đó thì rõ ràng đó là địa chi tốt ha. À, có dù gì nữa vẫn có cái tháng này có công việc gặp rắc rối thôi, nhưng mà nhờ được tương sinh mệnh các sao hàng nó tốt, nó sẽ giúp cho mình chống đỡ bớt. Thiên địa chi thì được nạp âm ngũ hành là tương sinh, hy vọng rằng nó sẽ hóa giải bớt cái sự khó khăn của chữ canh nó khắc cửa giáp còn cho các em ha. Là các em thì tháng này anh cần trong công việc anh cần nhịn nhục nhiều điều, chứ nếu không thì xảy ra rắc rối đó. Tháng tiếp theo của năm Mậu Tuất 2017 đó là tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch, một tháng mộc nữa. Như vậy mệnh thì cũng như ở trên, mộc được tương sinh quá ok. Thiên can tân giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, tân thì thuộc kim mà giáp thì thuộc mộc, cho nên là nạp âm ngũ hành cũng vẫn còn tương xung. Cho nên là các em thì tuy là nó đỡ hơn cái tháng vừa rồi là canh nó khắc giáp, nhưng mà tháng này anh cũng nên cẩn thận. Bởi vì như đã nói, tháng trước gặp rắc rối thì tháng sau phải từ từ mới gỡ lại, chứ không thể nào mà tháng trước gặp rắc rối là tháng sau mình làm cái ào mình lên lại được. Cho nên là các em cẩn thận ha. Địa chi Dậu Tuất ha thì lại là địa chi thuộc nhóm tương hại, Dậu với Tuất thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nha. À, cho nên là có thể nói là địa chi thì nó nắm sâu về phần gia đạo, có thể là gia đạo tạo ra sự buồn phiền gây gổ bên vợ con, làm cho hiểu lầm công việc gì đó. Tuy nhiên Dậu thì kim, Tuất thì thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành vẫn là tương sinh, cho nên là cái chuyện này nó có gây gổ, có tương hại đi nữa thì cũng dễ dàng vượt qua, không có đến nỗi nào, cuối cùng thì cũng đề hòa ha. Như vậy thì tháng 8 tốt đẹp hơn là tháng 7 ha, vì thiên can không có tương khắc nhau. Thì về nạp âm ngũ hành thiên can tương khắc thì nó cũng không quá rắc rối đâu. Địa chi thì thuộc nhóm tương hại mà có là được nạp âm ngũ hành là tương hợp, cho nên là có thể nói là bớt phần nào sự khó khăn, sự xung khắc. Được cái là mệnh tiếp tục là tương sinh, mà tương sinh thì như đã nói ở trên thì các sao hạn, các sao tốt ở trong mạng của chúng ta sẽ được tháng. Hy vọng rằng với cái sự tương sinh của mạng của tháng như thế này, gọi là năm thuận mạng của chúng ta nữa, thì hy vọng nó sẽ chế hóa được nhiều điều ha. Rồi tiếp theo là tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch, một tháng thủy. Như vậy mệnh dễ dàng được biết là thủy khắc hỏa, tháng khắc của mạng ha, sức khỏe cẩn trọng đề phòng tai nạn. À, vốn nghĩ là nằm tam tai nữa, cho nên là gặp tháng mà tương khắc mệnh thì cần cẩn thận là điều chắc chắn ha. Rồi thiên can nhâm với giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, tuy nhiên là nhâm là thủy, giáp là mộc, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành là được tương sinh, tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc. Địa chi tháng Tuất gặp tuổi Tuất là năm sinh tháng tuổi, nên cẩn trọng mọi việc, nhất là vào năm tuổi và năm tam tai năm này. À, như vậy thì đây là tháng Tuất luôn. Và tháng Tuất này, tháng Tuất thủy, chúng ta Tuất hỏa, thì thật sự là nói bổn mạng của chúng ta cần đề phòng nhiều điều ha. Không phải riêng bổn mạng không, nó sanh nhiều điều lắm. Thường thì các em để ý đi, tháng Tuất mà Tuất khác á, thì nó không nói, nhưng mà Tuất mà Tuất mộc hay là Tuất thổ thì chúng ta không nói, nhưng mà Tuất hỏa này thì dễ sinh rối rắm rầy ra, nhất là các em dính sao kế đô, các em nam. Vì kế đô thì không xô cũng ngã, tôi gọi là năm tuổi gặp tháng tuổi luôn. Chúng ta hôm nay là năm tuổi gặp tháng tuổi luôn, mà tháng tuổi này là tháng tuổi khắc mệnh thì đặc biệt đề phòng tai nạn ha, bệnh hoạn và những cái việc mà không đáng có. À, là các em thì tháng này anh thật sự đã nói ngồi yên một chỗ không nhúc nhích ha. À, cố gắng ai nói gì cũng cười cho qua để mà mọi việc nó suôn sẻ ha. Còn các em nữ có sao Thái Dương thì cũng đừng quá tự tin ha. Vì lý do sao? Lý do là cả Tuất năm tuổi tháng tuổi ha, đặc biệt là các em mà sinh vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch này luôn thì cần cẩn trọng nhiều điều, nhất là các em nữ ha, thai nghén thì cần cẩn trọng nha. Tháng 10 là tiếp theo là tháng 10, một tháng thủy, tháng này là tháng Quý Hợi. À, như vậy mệnh cũng như trên, à, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe cẩn trọng, đề phòng tai nạn. Thiên can giáp quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, nhâm với quý thì đều là thủy hết, cho nên nó là đại hệ thủy.
Cho nên là tương sinh cho dạ là mộc rất tốt cho công việc. Hợi với tuất là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Như vậy tháng 10 tiếp tục là một tháng cần phải đề phòng tai nạn, thì tháng tương khắc bản mệnh. Tuy nhiên tháng này nó không phải là tháng tuổi cho nên là nó cũng nhẹ nhàng hơn, mọi điều nó cũng sẽ ok hơn, không đến nỗi nào mà làm cho các em phải cực kỳ khó khăn đâu, đừng quá lo lắng ha. Rồi tiếp theo là tháng 11, một tháng kim, tháng 11 năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Giáp Tý. Như vậy là mệnh hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe và bản mệnh không tốt nhưng nhẹ. Dù gì đi nữa là chúng ta khắc nó, cho nó khắc chúng ta thì cần đề phòng nhiều, nhưng mà nó chúng ta khắc nó thì có thể là bệnh nạn không, nhẹ nhàng chạy xước thôi chứ không đến nỗi nào mà quá nặng nề, cho nên là các em cũng đừng có quá lo lắng. Thiên can chữ giáp thì đồng hàng mộc ha, Giáp Tý Giáp Tuất là đồng hàng mộc, cho nên là gọi là thiên can đồng hàng, gặp mộc mà năm này năm hỏa nữa, cho nên là gọi là tốt đẹp, có thể nói là không có việc gì mà phải đáng lo ngại, không nó sẽ tốt hơn cái việc mà không xung không khắc nhau về thiên can ha. Tý với Tuất là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng thì chủ. Tuy nhiên Tý thì thuộc hành thủy, Tuất thì thuộc hành thổ, cho nên là tương khắc về nạp âm ngũ hành của địa chi sẽ dễ có bất đồng cho vợ chồng, mà nó không quá lớn lao đâu ha. Nhất là các em nam nha, nam mà cái đô thì nó nhiều điều nó xấu lắm, nó vui cho cái đô hôm sau cũng ngã, do là tụi em nắm chữ giáp cho nên là nó không có quá yếu mệnh, chứ không là nói nhiều khi đi trúng cơn mưa về lên đường nào không hay. Nhưng mà do năm nay là năm mộc ha, lại ngũ hành hợp hỏa nữa, cho nên là năm hỏa của các em nhiều, cho nên các em không sợ, tương đối là sức khỏe tốt, không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà phần mà địa chi này thì dễ gây sinh, gây xào xáo trong gia đạo, cho nên là các em thì các em nên cẩn thận nhiều điều ha. Cái phần mà mệnh hỏa khắc kim này thì nó là như vậy. Khi mà chúng ta khắc nó thì tuy rằng nó không nặng nề, nó không gây ra tai nạn, không nguyên nan cái bộ mạng, tuy nhiên dù gì đi nữa thì nó thuận, nó vẫn tốt hơn là khắc, thì nó cũng sẽ rầy rà, nó cũng sẽ một chút gì đó bệnh làm cho chúng ta sức khỏe nó không tốt đẹp, cho nên là các em thì các em cẩn thận ha. Rồi tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng kim tiếp, tháng này là tháng Ất Sửu. Người ta nói thìn Tuất Sửu Mùi, tháng này là tháng Lục Xung. Mệnh cũng vậy. Hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng cũng giống như cái kia, không có tốt lành ha, nhưng mà nhẹ. Thiên can Giáp Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Giáp Ất thì cùng là hành mộc hết, cho nên gọi là nạp âm ngũ hành được tương sinh, quên cùng hàng, cho nên là có thể nói là suôn sẻ công việc, không có gì hết. Tháng này tháng Ất Sửu, tháng kim này gọi là tháng chạp, thì chúng ta thường chỉ làm có 15 ngày đầu thôi, 15 ngày sau là bắt đầu tất bật lo cho Tết, dù có khổ, có đau, có nghèo, có gì thế nào thì cũng phải gồm vào lo cho Tết, cho nên là có thể nói là tương đối không có gì. Để ý bộ mạng một tí xíu ha, tháng này thì dễ là tháng tất niên đồ nhiều, cho nên là nhậu nhẹt cần cẩn thận ha. Dù gì chúng nữa thì năm nay cũng là năm tam tai, các em nam là năm kế đô, cho nên là đừng để nha, mất cái gì được, đừng để mất mạng, mất mạng không có làm được, mất cái gì cũng được hết á. Rồi địa chi Sửu Tuất là thuộc nhóm tự hình, như là Thìn Tuất Sửu ha, Thìn Tuất Sửu, Tuất Sửu. Ý nghĩa của tự hình đó là sự cạnh tranh giữa bên yếu với những bên mạnh loại trừ bên yếu. Khi mà gặp mà địa chi mà tự hình như thế này đó, thì gia đạo dễ xào xáo, có việc gây gỗ nó không hay ho. Vì sao? Đúng rồi, nếu mà các em mà dập tức mà tháng này thì cũng luận cũng dễ hiểu thôi. Nếu như mà cuối năm mà tất niên lúc ngày nào cũng xỉn về hết thì vợ nó lằng nhằng là chuyện bình thường, hoặc là ba mẹ mình lằng nhằng mình là chuyện bình rất bình thường thôi, đúng không? Cho nên là có thể nói là khỏi có phải phân tích thì mình cũng thấy rằng là nó không tốt đẹp ha, nên cần cẩn trọng. Mệnh thì cũng vậy, cho nên là nói là tháng này chúng ta là các em có là địa chi thì bị tự hình, mệnh thì bị khắc tháng,
Như vậy thì cần đề phòng tai nạn nhiều hơn là tháng 11. Xỉn thì cũng ít thôi, để mà bảo toàn bộ mạng của mình, vượt qua cái gọi là cái năm tam tai đầu tiên của đời người, để mà có những cái tháng ngày tiếp theo nó ổn định và cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Như vậy đây là thông tin mà về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với người Giáp Tuất sinh năm 1994 của các em. Hy vọng rằng nó giúp được các em có được cái thông tin mà gọi là cương nhu, là chuẩn bị cho những cái tháng cuối năm này để có được một cái năm trọn vẹn niềm vui, vượt qua một cái năm khó khăn nó tốt đẹp, có nhiều tiền tài để mà ăn Tết. Các em xem thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người tuổi Giáp Tuất khác cùng biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo. Rất vui vì mọi người chú ý lắng nghe và đón xem những cái video tiếp theo của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.